Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhé. Và trong video này ngày hôm nay, bác nào có nhu cầu mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1. Các bác nào cần tư vấn gì các bác gọi bên cơ sở 2 các bác nhé. Rồi, ngày hôm nay em xin giới thiệu tất cả mọi người một phương pháp chơi lắp chiếc kèn trên loa loa gia đình cực kỳ hiệu quả các bác nhé. Các bác không phải mua một cái hộp gỗ tốn vài trăm ngàn, không cần phải mua phân tần, các bác lắp trực tiếp cho em cái loa chiếc này trên cái loa này luôn, cực kỳ hay các bác nhé. Đảm bảo cho bác là tiếng hay hơn, sáng hơn, mịn hơn và khỏe hơn rất nhiều. Sử dụng trực tiếp cái phân tần của cái loa này luôn các bác nhá. Sử dụng phân tần bởi trong loa là nó phân tần rồi, nó tách bạch được giải bát giải chép ra rồi các bác nhá. Các bác không phải mua phân tần nữa, cũng không phải mua cầu gỗ để tốn vài trăm ngàn làm gì cả. Đấy, một đôi chép quân 34 như này, công suất của nó là 35W, kháng trở là 8 ohm các bác nhá, kháng trở 8 ohm, vô cùng hiệu quả cho các bác lắp lắp karaoke nghe nhạc rất là tí tách leng keng, rất là hay các bác nhá. Đó, như các bác đã biết là một cái chép giấy như này công suất của nó chỉ là tầm khoảng 5-6W cho một loa, nhưng mà cái chiếc này tiếng của nó rất mạnh, công suất lên 35W, tiếng rất là sáng khỏe cho các bác hát karaoke cực kỳ nhẹ nhàng đó, tinh tế và nghe nhạc cũng rất là hay đó. Và một bộ combo như này bên em đang bán cho các bác giá là 480.000 một bộ combo như này, gồm hai chiếc chép và hai cái phòng phễu mời như thế này, bao ship cho anh em đó. Bác nào có nhu cầu mua phòng phễu thì bên em bán là 80.000 một đôi phễu này, bao ship cho anh em đấy. Còn mua cả combo thì là 480.000, bao ship cho anh em luôn, gồm hai chép và hai phòng phễu. Lắp vào đây cực hay đó nhá, khỏe, sáng, mịn, chi tiết. Và ngay bây giờ em xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức qua tiếng nhạc và tiếng mic của nó luôn. Đây ạ. Đây là cái loa này. Cái loa này đang lắp một chiếc chép thôi các bác nhá. Chứng giấy này vẫn là chép giấy. Đấy, và hai loa này là chép giấy. Và em cho các bác thấy là sự khác biệt khi lắp chép kèm như nào. Đó, một chiếc thôi các bác nhá. Đây mới chỉ có một chiếc thôi ạ. Tiếng này sao lại tối hơn đục hơn rất nhiều. Đó, đục hơn rất nhiều. Đó, tiếng chi tiết hơn. Và cái bây giờ em sẽ test cho các bác nghe tiếng của mic luôn. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 lên 2. Đây là tiếng này, tiếng này, tiếng này cho đấy. Tiếng tiếp kèo này lên 1 2 6 7 lên 2. 1 2 3 4 5 6 7 lên 2 6. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 6 7 lên 2. Đấy, các bạn thấy chưa? Cực kỳ hiệu quả. Những bác nào mà muốn nghe tiếng chép kèn thì vô cùng hiệu quả các bác nhá. Chỉ với 480.000 các bác nhá, 480.000 một bộ combo chép côn 350 các bác nhá. Đấy, côn 34 đấy ạ, gọi là côn 350 đấy ạ. 35W kháng trở là 8 ohm các bác nhá. Cực kỳ hiệu quả. Một bộ combo này 480.000 gồm cả hai chép và hai phễu luôn. Còn bác nào có nhu cầu mua phễu thì là 80.000 một đôi phễu, bao ship cho anh em. Đó. Ok chưa bác? Lắp vào loa cực kỳ hiệu quả mà không cần phải mua phân tần, không phải hộp gỗ gì cả. Cực kỳ là tiết kiệm cho các bác luôn. Đấy. Rất đơn giản. Bác nào có nhu cầu hú em câu nha các bác nhá.